Hi, hello xin chào tất cả mọi người, đây là kênh Thanh Nhã Vlog nha mọi người. Thì mình là Nhã ở đây, kế bên mình là người ba thân yêu của mình. Thì hôm nay đó, mình cũng mới đi chơi với tụi nó về mọi người. Về mình giờ này chưa tắm nữa, tụi nó thì chạy về nhà tắm cái rồi. Mà tối nay lên sân tập á, tập lăn mọi người, lên sân tập trên á. Kiểu như là ăn liên quan vậy trên á. Mà bây giờ trước khi ăn á, mình phải quất nó một cái mình mới ăn được mọi người. Rồi bữa đó nhờ ba mình cho mình đúng không? Nhờ ba mình là kiểu như cho mình chửi mình ăn chơi đi lỏng được không? Bữa đó mình cay lắm mọi người. Bây giờ ba mình về là mình mới suy nghĩ ra được cái một cái màn cho rất là hay. Nhưng mà mình cũng lấy ý từ một cái comment luôn. Là giả giờ mà kiểu như bị mất trí nhớ mọi người. Thì lúc mình có quay một clip té mất trí nhớ. Thì tụi nó thấy giả chân quá. Tụi nó thấy tự nhiên mình té cái bập xuống mất trí nhớ liền thì nó không tin. Đúng không? Còn bây giờ mình mời ba mình vô clip, mời ba mình nói chuyện luôn, bảo đảm tụi nó phải tin nha mọi người. Thì bây giờ để ba mình điện tụi nó cái đi. Điện một trong mấy thằng đó thôi là tụi nó, cái miệng tụi nó hẻo rồi, tự nó bung ra. Bung ra là đập thằng vô à. Bây giờ để mình tắt máy cái rồi mình kêu ba mình điện. Bây giờ ba điện nó đi. Mà ba nói kiểu là, thì ba cứ nói làm sao đó con leo cái mít hay gì đó. Rồi con bị gì đó rồi con không biết gì hết trơn luôn, hỏi gì con cũng biết luôn. Vậy đi, ok bây giờ ba mình đang điện điện danh nha mọi người. Đó, bắt lo lên ba. Danh hả Danh? Ai dạ? Chú nè, ba Nhã nè. Dạ, nghe là bố. Con vô đây coi, kêu mấy đứa vô đây tiếp chú một chút coi. Thằng Nhã nó, chú nhờ nó mé nhánh mít, leo cái mít mé nó quẹt vô chích nhà, nó kêu lột rồi. Chú kêu nó lên mé cho đừng kêu lột nữa, mà nó leo sao bắt cẳng rồi giờ nó té đập đầu chích ton. Rồi nó nằm bất động rồi, chú kêu nó hoài rồi nó tỉnh lại rồi, mà chú ảnh nó vô nhà rồi. Mà bây giờ chú hỏi nó nín thinh lắc đầu, nó không biết chú là ai luôn nữa. Giờ sao giờ hồi con nào, vô đây tiếp chú vậy? Coi hồi nào kỳ á, mới hồi rãi nè, 5 giờ mấy đây nè. Trời ơi chú, giờ giờ chú tay chân chú nhức mỏi quá, chú leo không được, chú nhờ nó. Rồi nó leo sao không biết, nó chợt sao nó chợt xuống cái nó té đập đầu với tao, nó đùng một cái chú hết hồn. Chú chạy ra thấy nó nằm im lu vậy đó, chú la quá kêu nó quá trời, mà nó giờ nó tỉnh rồi, ẩm vô nhà rồi, mà bây giờ nó không biết chú là ai luôn nữa. Dạ, con vô tiếp chú coi. Thiệt tình chứ tao không biết sao giờ nó nằm im ru, nó giờ nó mắc nó liều liệu mà nó không biết tao là ai luôn nữa. Dạ, vô dạ, đi con. Dạ, vô liền chú. Vô coi tiếp chú xíu coi. Chị mới đứa vô hết dạ, đi. Dạ. Quá hay luôn mọi người. Ba mình nói y như thiệt luôn mọi người. Ok bây giờ mình sẽ đặt cái ốc quay sẵn rồi mình nằm đó mình đợi tụi nó vô nha mọi người. Ok. Ok mọi người, thì bây giờ mình đã đặt cái ốc quay ở đây rồi. Mình đặt nhét vô sầu đồ thì mong là tụi nó không thấy nữa nha. Thì bây giờ cái sông mở sớt rắn. Cái sông thấy thèm dưới chạy. Sông không còn miếng sông nữa. Để mình quá trang nghe nha mọi người. Ok mọi người, bây giờ mình đã quá trang xong nha mọi người. Mặt mình nè, đỏ đỏ kiểu một bên thôi, mình té kiểu như cái vết to mình đập cái đầu vô thôi á. Ủa sao hồi nãy ba không nói là con té con đập xuống đâu mà ba nói đập vô cái vết to sao mà u đầu đó. Chắc không biết là vậy đi, to nên mà ba nói kiểu như là ba lớn mà ba nói gì không tin. Kiểu như là ba lâu lâu ba mới vô clip con mới nhờ ba được. Tụi nó không có đề phòng ba. Ba nói gì nó không tin chứ. A few moments later. Rồi, rồi. Vô coi chú rồi con ơi. Rồi, rồi, thiệt chứ nó chết rồi bây giờ. Chú rồi. Trời ơi.
nó mới nghe mà chiều á chú đi làm về 5 giờ mấy rồi nó dài nhánh mít á nó quẹt nhà hoài à không nghe được chân nó gần ngoài đó mới kêu nó xách cái dao gầm né nhánh mít cặn mà cho nó đừng ấy nữa rồi nó leo bắt cản đằng sau nó chở cái té đặt đầu cái gầm một cái vô một đá này với tao không biết tao nhả nó hết hồn dưới tao ra nhả ra rồi cái tiếp gâu à kêu nó hoài tao kêu nó hoài vậy đó rồi mở mắt bên giờ tao hoài đó tao thấy chuyện quản hồn ẩm dưới đây rồi tao nói hoài nó không trả lời chơi luôn nó nhả nhả cái ba không nó cũng nín hình luôn sao tao ơi giờ sao rồi kêu anh em vô coi 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 giúp được chị tao không gì tao rối quá trời rối rồi anh em nhả không phải giúp chứ sao bỏ nó được để tụi nó vô đấy nhả à nhả biết ba không nhả nè biết đâu không nè tao nè biết không đau quá đụng vô đầu nữa đau quá rồi sẽ cái giò mà hết chưa chứ ngồi sao mà ôm được không ngồi sao mà ôm được giò đây còn đau bây giờ sao bay hỏi nó coi đi biết không hỏi nó coi nhớ gì không đau tao không đau. Nhớ gì không kìa em không biết đau 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 chúng đâu mà đau hả đau hả ba nè biết ba không gì thiệt tình chứ trời trời hả mày biết mày không hả dạ biết ba không thôi hổ nó vậy hoài nó thình lắm sao giờ không biết nữa trời ơi cái gì tắm xíu cái gì đâu có trời nhá ấy mày đụng nó hoài dánh nhé mấy anh em vô hết coi nói còn sao được chứ còn mấy gì nó đụng cái đầu nữa đau đau đầu con sao chú mới vô ngồi vô sao cái ghế ngồi con nhé nhé này không vô đi con nhờ nó mé nhanh bít mà nó té đập đầu vô nhấc to nó cũng gặp gì tao không biết nghe được cái quán hồn chạy ra nằm vô luôn tao kêu nó không trả lời với họ đâu mà nó mở mắt tỉnh lại tao nó vô đây luôn vậy đó không có nói gì được nó thình mày được không hiểu mà sao vậy mà nhớ ai không anh ạ nhớ ơi nghe em không thấy đập đầu vô đặt đi vô tôm tầy xước đó về chứ đặt bên gì đó mày chở đi bệnh viện đi là gì chở đi bệnh viện khám đi gì coi nè là gì bệnh viện là gì bệnh không biết đâu em đi sao mày không kêu tiếp tao rồi sao ông kêu nó ổng nó đi ông kêu nó còn không chịu kìa ổng nó đi chứ mày kêu nó sao nó hiểu ổng nó đi mày được rồi nhớ hai ông đi băng lại đầu không không đi băng lại đầu không 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 đi nè không đi dạ không mày đi đi con đi đi mày xúm lại chở đi bánh chị tay coi coi có gì bay nhớ kìa bây giờ nó nghe lời đi ra bệnh viện chúng tên hàng này tên tên danh chứ tên gì chó đi con chó chó là danh chó cái gì vậy con chó nó bị gì nó có biết gì đâu này chó mày chó nè đi tao ảnh mày á chó cái đầu mày chứ chó đi bệnh viện thôi giờ tao gấu lắm rồi tao bay ở đây ăn ngủ đồng viên nó còn sao vậy giờ dạ chào chú trời ơi tao chết rồi chú cái đầu mày ba mày đó chú mặt mày xế luôn kìa đi sao muốn ngồi với tao chờ đi về vậy con ngồi nói chuyện dạ thôi dạ chú chú rồi đi gì đâu ba mày đó cha mày chết rồi, đó, ra, tạo ra mày để ra mày á ok chó ok chó chết chó đúng không kệ đi bây giờ tao chó không được nó mé tức trời ơi
gì không? Ở nhà rồi báo ông báo ông hay gì? Nhớ anh gì cũng mất vậy á. Thì giờ mới kêu đi ấy, ngồi báo ông hoài hay gì? Không đi bệnh viện chạy. Đi bệnh viện nè. Nhớ tao không? Nghe không? Tên gì? Tên? Tên gì á? Tên? Tên gì? Không biết đâu chạy. Biết cái đâu. Tên đưa lên bệnh viện đi chạy. Đầu gến. Đầu. Chó nè. Biết mày chó đó. Mày ra ngoài. Chó phốc đúng không? Chó phốc. À, nhớ cái gì? Thằng chó đẻ. Nhớ cái gì? Thằng chó đẻ. Mày đúng không? Mày làm gì chị? Chó đẻ là bạn mày nè. Rồi bạn. Ok bạn. Nắm mày bây giờ chứ bạn. Đi 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 đó cái đầu đi. Bỏ đầu lại đây đi. Mày bay buông làm gì đâu hả? Bồi khiên nó đi đi. Không. Đi đi đi. Đâu lắm rồi. Mày kêu nó không đi đâu. Được. Chứ để nó chơi. Giỡn đâu rồi, giỡn đâu rồi. Đây mình nó hồi chui giỡn không tắm cái gì. Má nó quá à. Cái đầu dữ ghê sao lại vậy? Mày là mày chơi đi 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 nè, cầm nó đi lại đi. Đầu dữ lắm rồi. Đầu nó nặng bây giờ á. Đi cái gì? Má ngu quá. Ngu gì cơ? Nè. Bây giờ mày đi không? Nghe nghe như con chó vậy. Mày có tao chó, tao chó đi đi đi. Mày có dây đâu. Đi chơi. Thôi đi ăn kẹo không? Đi chơi nè. Đi ăn kẹo. Đi. Kẹo quá. Kẹo quá. Kẹo kẹo. Kẹo xương chó, mấy kẹo xương chó không? Mày ăn chó phải ăn kẹo lắm mà. Tao nhớ rõ ràng. Mày về hồi nhãn mày là con chó đi. Ừ. Hồi nhãn là con chó đầy. Ừ, tao chó. Đi, đi, đi kẹo, đi, đi chơi. Ăn kẹo. Đi chơi. Con chó. Đây. Con chó chưa kẹo mà. Nè, mày đi với con chó đi. Với con chó đi. Con mày lắm á. Nó nấu được rồi nha. Mày nấu được gì đâu. Đi đi. Đi chơi nè, đi. Bay vô nhà tụi mày là ai nữa vậy? Chó đuổi nó cắn nó coi. Ủa lộn, đuổi nó ra đi. Không của nó. Nhắc đi, đi dạo đi. Mày cắn nó heo lại nó đi. Đi dạo lại nó đi. Để đi nó đi bệnh viện. Ừ. Nó bị té nó mắc nó chết mày nó hùng hùng trốn điên hoài vậy. Cắn nó đi, lỡ lỡ làm đi. Lấy giờ anh bỏ anh. Rồi vậy chó. Nó. Mày cắn nó đi. Cắn nó đi chó. Chịu ý nó đi. Mày lại mày muốn. Đã là bị vậy rồi mà. Muốn đi bệnh viện không? Đi chở bệnh viện nè. Là anh đi, dụ anh đi bệnh viện. Chở đi bệnh viện. Ừ. Chịu hiểu nó một tiếng đi. Chịu để ở nhà quậy. Cũng qua. Gái chèo yêu anh tiếng đi. Mày đi. Cắn đi chó nè. Không, giờ đúng. Sao mày kêu con chó cắn đi. Cắn này đúng không? Ừ. Mày đuổi nó ra đi. Tao nhức đầu. Đuổi này cắn. Đuổi ra đi. Đuổi ai? Chó. Chó đuổi ra người chó. Mày á. Ai đuổi? Ai đuổi mày được? Ai đuổi mày được? Mày là ai? Em là hồ. Mày hô chuyện của mày chứ tự nhiên mày nói cái gì đây? Sao bốp bốp hả? Con không nhớ gì trơn hả? Chú anh em giờ con không nhớ gì trơn. Ba con không nhớ luôn nữa. Ba mày chú cái gì trời? Thằng mày giúp được. Đi 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 đi. Băng lầu lại. Ăn kẹo không? Tao kêu mày đủ nó ra con chó này. Chó không đi ra đi. Nói gì chó? Tao mày anh em mà đâu rồi. Ờ, tự nhiên anh đi bệnh viện đi. Tao cho tránh mày cho mình. Đi ra đi. Đi ra đi ơi. Cho đẻ, đủ nó tiếp tao cho đẻ. Cho đẻ. Ừ, hai con chó đuổi ra đi. Đi. Ơi, đi ra đi, hồi tao giết nó bây giờ. Đi ra hai con chó. Chửi cho đẻ luôn á. Mày giỡn hoài. Tao mày chơi biết bao nhiêu lâu. Đi bệnh viện không? Đi bệnh viện nè, đi. Không mà bây giờ tao nhức đầu xíu tao tỉnh nè. Đi. Tao nhức đầu xíu là tao tỉnh nè. Mày tao với ai à? Tao với mày anh em mà mày nói gì vậy con chó? Con chó mày mày chịu đựng cái này đi. Trời nó bị gì rồi. Chó. Mày nhớ thời đó không? Mày đi bệnh viện đi mày phải nói con chó. Nó là con chó rồi thì nói tao đi làm gì nữa. Anh em rồi đó giờ. Mày nói hoài. Mày nói hoài không? Mày nói cho đẻ tao đang nói chuyện với nó mà.
nó đẻ nó hoài xuống cái chạy trên đi chơi rồi cái gầm cầu rồi đó, anh em mình thân thích lắm mà. Đi Sĩ Tư vô đây làm gì ba, hắn hỏi chụp 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 đầu nó chứ Sĩ Tư làm gì. Sao giờ? Chó. Chó mày kìa chó. Lấy tao miếng nước kìa. Chịu hỉ đi. Mày kìa chó, mày kìa tao đâu rồi. Cho đẻ, cho đẻ. Đẻ mẹ. Nằm xuống đi. Bắt nó chối lại luôn. Mẹ nó ngáo ngáo luôn rồi. Bắt nó chối lại luôn đi. Mẹ ngủ đi. Mày dưới trời. Mẹ tao đi chó ơi. Mày mất dạy dưới trời. Nói mày leo. Ai à, không chơi đi được. Thôi nãy giờ không chơi đi bệnh viện thôi đi. Ok. Quá. Dạ đi. Bạn không cần đi bệnh viện đâu. Ai dám? Tao đúng không? Tao chó nè. Tao đẻ nè. Chó đẻ nè. Đẻ cho nó mà. Sao mày nghe gì vậy? À, con chó mực nè. Ngồi xuống. Ngồi xuống nhức đầu, ngồi xuống đi. Chở em đi bệnh viện cái em đâu. Không mà. Nãy kêu mày đi mày không đi không? Không. Ừ. Cưng bây giờ cưng có chết anh cũng không cứu đâu. Đi đi. Nhức đầu hả? Đau cái đầu hiện, đau cái đầu hiện. Mày đau tới mơi luôn rồi nè. Coi. Không bớt rồi. Đây. Chú à. Chú ơi. Chú cái này biết gì nè. Chú nó sắp. Chú. Nó mất trí nhớ luôn rồi chú. Đi đâu? Rồi. Nó chỉ nhớ rồi. Nó chỉ nhớ rồi. Nó chỉ nhớ rồi. Nè. Nó cổ biết nó cổ đen nữa nè. Ê, đi rồi. Rồi, ok. Chó vậy, không đừng nói chó vậy. Ba nói chuyện nè. Đi, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Được rồi. Ba ngồi nói chuyện anh em. Thôi. Ông ba bắt này rồi đi. Con đau đầu quá ba. Cho đẻ vô, cho đẻ. Ở chó vô được. Rồi, chó vô. Mày buông tao ra coi. Mày con nhớ hết chưa? Nhớ chưa? Danh nè chứ ai. Nhớ ok. Thật sự ở đó không có gì hết trơn mọi người. Hết chối rồi. Ấm cuối rồi. Rồi xong. Không phải tại vì nói nhờ chú cho tôi coi. Chú cũng ngại quá thiệt á. Nè bắt tên này. Ra ngoài đây coi cái nhánh mít nào. Chạy gì không. Không dùng. Cái nhánh mít gần cạnh luôn.